đừng để chết vì không hiểu luật. Cập nhật thông tin pháp luật xã hội tại channel Luật Sư X. Đăng ký ngay channel Luật Sư X. Link đăng ký được trích dẫn ngay dưới mô tả video này. Trác Phú giữ lời hứa, giấm gạo Thủy Tâm có nhà xưởng mới. Thành công vượt qua vòng thẩm tra doanh nghiệp due diligence, viết tắt là DD, Start Việt Firm, giấm gạo Hồ Tiêu Muối Thủy Tâm đã có nhà xưởng mới, đúng như lời cam kết trên sóng truyền hình của Trác Nguyễn Xuân Phú, ông chủ tập đoàn Sun House. Tại mùa đầu tiên, chàng du học sinh Trần Tâm Phương cùng mẹ là bà Trần Thị Thúy Loan và co-founder Nguyễn Thị Tuyết đã khiến không ít khán giả ấn tượng khi mang đến chương trình Shark Tank mô hình khởi nghiệp kinh doanh các sản phẩm truyền thống dân tộc. Một cái kết đẹp cho cả đôi bên và cũng đủ làm hài lòng người xem khi Start cùng hai nhà đầu tư là Nguyễn Xuân Phú và Trần Anh Vương gặp nhau ở mức đầu tư 4 tỷ đồng cho 36% cổ phần. Và cam kết đầu tư tại mùa 1 bây giờ đã thành hiện thực khi Sun House và Việt Firm đang tiến hành hoàn tất các thủ tục hoạt động thẩm tra doanh nghiệp. Trong quá trình khảo sát, thẩm định sâu mô hình của chàng CEO Tâm Phương, ông chủ Sun House Nguyễn Xuân Phú nhận thấy Việt Firm vẫn đang là một mô hình kinh doanh hộ gia đình cá thể như cách đây 30 năm trước. Quy mô và cách vận hành của Stop giấm gạo Thủy Tâm vẫn chưa thực sự phù hợp với một tổ chức chuyên nghiệp. Điều này dẫn đến sự hạn chế trong việc mở rộng quy mô, tăng sản lượng, doanh thu cũng như lợi nhuận. Chính vì vậy, ngay trong buổi họp đầu tư dự án, vị chủ tịch Sun House đã tập hợp một đội ngũ chuyên môn gồm các bộ phận từ tài chính, kế toán, pháp lý và cả marketing để dốc sức hỗ trợ Việt Firm phát triển nhanh chóng. Chủ tịch của Sun House, ông Nguyễn Xuân Phú cũng nêu rõ khoản tiền đầu tư vào giấm gạo Thủy Tâm sẽ được dùng cho các khoản gồm đầu tư máy móc thiết bị, nguyên vật liệu và công nợ để mở rộng thị trường. Ngoài ra, startup này không được dùng vốn để giải quyết các chi phí kinh doanh như trả lương chẳng hạn. Trác Phú nhấn mạnh nguyên tắc tiền lương phải được hạch toán trong bài toán kinh doanh. Ngoài mang đến nguồn vốn tiềm lực để giúp thương hiệu Việt Firm chắp cánh trên thị trường rộng, chủ tịch Sun House còn đưa ra những hướng dẫn và bài học kinh doanh sâu sắc đến cho CEO Tâm Phương cùng các nhà đồng sáng lập. Trong đó, ông chú trọng dặn dò về việc xây dựng cơ chế công ty và các chính sách nhân sự. Cụ thể, mức lương có thể không cao nhưng doanh nghiệp phải có các chính sách thưởng để tiếp lửa, tạo động lực cho nhân viên. Theo Trác Phú, mô hình doanh nghiệp nhỏ ban đầu phải có lãi, tư tưởng lúc đầu phải chịu lỗ là sai, bởi quy mô doanh nghiệp nhỏ lợi nhuận sẽ càng lớn vì một nhân viên có thể đảm đương được nhiều công việc và chức vụ. Trong khi ở mô hình quy mô tổ chức lớn, một người chỉ chuyên môn ở một mảng nào đó, chi phí nhân sự sẽ rất cao. Vì thế, vị chủ tịch Sun House này đặt kỳ vọng rằng Việt Firm sẽ biết cân đo đong đếm, được bài toán về con người, giúp đẩy mạnh tối đa năng suất sản xuất nhằm nâng mức doanh số lên gấp đôi từ 200 triệu lên 400 triệu. Đặc biệt như đã cam kết tại mùa thứ nhất, Trác Phú cũng đã thực hiện lời hứa hỗ trợ Việt Firm đất để xây nhà xưởng mới. Ngoài ra, với hệ thống phân phối sản phẩm, hệ thống bán lẻ lớn của Sun House, Tâm Phương còn được Trác Phú giúp đỡ nhiệt tình trong việc đưa các mặt hàng của giấm gạo Thủy Tâm đến với đông đảo người dùng. Vị chủ tịch của Sun House này thực sự tâm huyết với mô hình giấm gạo Thủy Tâm. Ông kỳ vọng trong 6 tháng tới, nhà xưởng sẽ được hoàn thành để Việt Firm có thể đạt mục tiêu 100 tỷ doanh thu trong vòng 3 năm. Chia sẻ về quá trình thẩm tra doanh nghiệp với vị chủ tịch Sun House Nguyễn Xuân Phú, CEO Tâm Phương của giấm gạo Thủy Tâm cho biết anh rất bất ngờ khi được Trác Phú hỗ trợ một đội ngũ chuyên môn tư vấn. Quá trình thẩm tra doanh nghiệp cũng mang đến cho anh nhiều bài học và kiến thức hơn. Anh nói rằng lúc trước khi tiếp quản doanh nghiệp của mẹ mình thì rất tự tin về nền tảng kỹ thuật mà không để ý đến tài chính. Cho đến khi nhà đầu tư bước vào mới bắt đầu tìm hiểu thế nào là thu, thế nào là chi, thế nào là dòng tiền và thế nào là lãi lỗ. Hai nhà sáng lập của Việt Firm cũng tiết lộ quyết định bắt tay với ông lớn Sun House được cân nhắc rất kỹ lưỡng. Thậm chí cả hai còn không rõ Việt Firm có thể sống sót qua quá trình thẩm tra doanh nghiệp hay không và luôn băn khoăn doanh nghiệp liệu có đáp ứng được mức KPI của nhà đầu tư đưa ra hay không. Nhiều áp lực, vô vàn trăn trở và suy nghĩ đắn đo nhưng cả hai đã quyết định chấp nhận nhập cuộc với Sun House. Không chỉ vì ước muốn đi đến thành công ngắn nhất, được đứng trên vai người khổng lồ, mà vì hai nhà sáng lập còn nhìn thấy được tâm huyết của Trác Phú đối với các ngành nghề truyền thống Việt Nam và việc cho thuê đất để xây nhà xưởng đã là một minh chứng rõ ràng cho điều này. Xuất phát từ tâm huyết của ông đối với ngành nghề truyền thống, vị chủ tịch Sun House mong muốn hỗ trợ tiếp sức cho các startup trẻ phát triển theo đuổi ngành nghề. Tại mùa thứ hai của Shark Tank Việt Nam thường vụ bạc tỷ, Trác Phú có cơ duyên gặp gỡ và đầu tư vào một startup ngành nghề truyền thống khác là mắm Lê Gia. Sự gặp gỡ này không chỉ giúp ước mơ xây dựng căn bếp hạnh phúc của chủ tịch Sun House thêm vẹn tròn và đầy đặn, mối nhân duyên với các startup khởi nghiệp ở các lĩnh vực truyền thống còn là cơ hội để Trác Phú hoàn chỉnh hệ sinh thái kinh doanh của mình.
kết nối nhiều tổ chức doanh nghiệp, nơi đem đến nhiều sản phẩm thiết bị và gia vị nhà bếp chất lượng, đồng thời mở ra nhiều công ăn việc làm cho người Việt Nam. Sun House đang dần khẳng định mình và có những bước đi vô cùng vững chắc góp phần làm thay đổi công cuộc bếp núc của người phụ nữ Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi chờ đợi những cuộc thẩm tra doanh nghiệp khác ngoài thương hiệu Việt Phương. Từ dân trí.com.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách để lại comment ở phía dưới và subscribe cho kênh để theo dõi những video thú vị tiếp theo. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.